Thằng nào muốn trước là được chọn. Mua bữa ấy bác ơi. Mua 281 luôn. Mua chó đi. Lớp quả bé là ngon. Vườn này cũng được 5-6 năm rồi kìa. Nhưng mà chị ấy cũng phải về để... Trời ơi, hiểu. Cái này mới hái được không? Vâng, hôm qua em vườn. Thank you.
to. Ăn được bà nhỉ? Vâng. Lộc thêm ăn.